Sau đó chúng ta tiến hành đấu điện cho quạt trần vào tụ điện. Tụ điện thì có hai dây màu đỏ và màu đen, thường dây nóng và dây lạnh. Quạt trần có 3 dây. Đấy. Thì mình sẽ nối hai dây màu đỏ với nhau. Đây có hướng dẫn dây vàng với tụ điện. Dây vàng có hộp số tụ điện. Sau đó đến dây màu đỏ. Đầu tiên là dây màu vàng, tiếp theo đến dây màu đỏ. Cùng là dây màu trắng.
Như chúng ta thấy xem trên hướng dẫn thì là dây từ động cơ lên là có dây vàng, dây đỏ và dây trắng, thì chúng ta nối vào 3 điểm của điểm tiếp nối. Còn bên tụ điện này thì có 2 dây là dây đỏ và dây trắng, đây thì chúng ta sẽ đính vào 2 điểm tiếp nối, còn để dây lửa của hộp số sẽ kết nối vào dây đỏ của tụ điện của động cơ. Dây màu đen này vào với cái dây màu vàng. Còn dây nửa và dây trắng thì sẽ chờ, dây màu đỏ này sẽ chờ dây nửa của đi dòng điện hộp số và dây trắng để lắp vào đây điểm kết nối luôn. Rồi chúng ta trở về với dây bảo hiểm. Dây bảo hiểm đây. Chúng ta lại vào thôi. Tiếp theo đã xong.